Rồi, mến chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình xuống dùng nước mặn các bạn ơi. Miệt thứ. Đây thứ hai nha các bạn. Mình xem con sumi ngoài cái 280 đang múc đất bỏ lên để chuẩn bị làm lộ các bạn. Bên kia không có lộ. Gào quá khủng các bạn, gào bự quá, đất sình non không. Xế quăng gào quá ghê. Múc bánh làm lộ gì, múc bánh làm lộ không? Ồ, nước mặn nha các bạn, múc lên bọt chứ kìa. Trắng phiếu luôn. Xế bỏ gạo ghê không? Dữ. Ok.
rất là nhanh luôn các bạn.